Việt Nam lên tiếng về tình hình eo biển Đài Loan. Ngày 3 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên về tình hình eo biển Đài Loan hiện nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam kiên trì thực hiện chính sách một Trung Quốc và mong muốn các bên liên quan kiềm chế, không làm căng thẳng tình hình eo biển Đài Loan, đóng góp tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thúc đẩy hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Tình hình eo biển Đài Loan đang nóng lên sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Bắc vào tối 2 tháng 8. Bà Pelosi đang thực hiện chuyến công du 4 nước châu Á gồm Singapore, Malaysia, Hàn Quốc và Nhật Bản. Trước khi tới Đài Loan, Trung Quốc, ngày 2 tháng 8, bà Pelosi cùng đoàn đại biểu Quốc hội Mỹ đã đến Malaysia, chặng dừng chân thứ 2 sau Singapore trong khuôn khổ chuyến công du châu Á.